tại sao mà mình lại đến chuyến đi này. Tất cả mọi thứ nó đều đến đúng thời điểm. Bạn xứng đáng nhận được những gì mà bạn được nhận. Đối với mình, cái chuyến đi này nó đặc biệt, nó khác với những cái tour du lịch thông thường khác. Nhưng mà khi mọi thứ đến với mình á, thì mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng và như là mình được nhận quà vậy. Cái cuộc sống phiêu lưu, một cái hành trình trải nghiệm, nó giống như là mở gan rất là nhiều cho chính bản thân mình. Và trong suốt cái chuyến đi Himalaya này, mình cảm thấy giống như là mình đang có một cái cuộc du ngoạn thật sự với đất nước Ấn Độ và mở hoàn toàn những cái góc nhìn ở bên trong mình. Cái hành trình này đối với bạn Peter thì bạn Peter cứ theo dòng chảy thôi, và để xem bạn Peter học được bài học gì. Làm sao để mở rộng tình yêu thương của mình với muôn loài, với mọi sinh linh trên trái đất này. Và chính cũng thầy là một cái sự truyền cảm hứng, cho nên chính bản thân mình cũng truyền cảm hứng cho con trai của mình rất là nhiều. Đó là những cái thức tỉnh sâu sắc mà mình muốn chia sẻ. Nó đã giúp mình nghĩ rằng là nó sẽ thay đổi hoàn toàn con người mình. Mình sẽ có những cái trải nghiệm, mình cảm thấy yêu mến đất nước Ấn Độ. Trong suốt những cái 5 năm qua, nếu mà không có cái sự hiện diện của thầy, cũng như nếu mà không có cái sự khao khát thật sự ở bên trong mình muốn gặp một cái vị thầy đúng đắn, thì có lẽ là Trân sẽ không có mặt ở đây. Và có lẽ những cái hành trình này đối với Trân nó sẽ mãi mãi là những cái giấc mơ, những cái giấc mơ mà Trân không bao giờ chạm đến được. Trao đổi thì mình cũng ngộ ra nhiều điều để mình có thể an nhiên hơn cho bản thân mình. Cái điều mà đáng nhớ nhất đó là mình thức tỉnh được, tức là cái tình yêu thương ở trong mình tự động nó mở ra. Ở trong một cái hành trình mà bạn mở lòng ra tất cả để bạn có thể đón nhận vào mình những cái điều gì xảy ra, để bạn học được gì trong hành trình kế tiếp. Mình cũng cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn. Xin biết ơn mọi người rất là nhiều. Biết ơn tổ chức Diviner, biết ơn thầy Wanet và biết ơn tất cả các bạn ở đây trong một cái hành trình mà thiêng liêng và cao cả như vậy.